những hành trình gắn với lịch sử cách mạng đã trở thành ký ức hào hùng mãi mãi không thể nào quên. Một hành trình gửi gắm niềm tin và khát vọng thống nhất của cả dân tộc. Một hành trình 200 ngày nhưng kéo dài suốt 21 năm đằng đẵng chia ly. Đi chinh quan ở Anh Dũng với bao mất mát hy sinh, dân đậm nghĩa đồng bào thủy chung son sắt. Một hành trình ra đi để trở về trong niềm vui đoàn tụ. Và thế hệ hôm nay với niềm tin son sắt từ hành trình của những thế hệ hôm qua đã viết tiếp những khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva được ký kết và chuyến tàu tập kết 1954, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết nối khu lưu niệm về sự kiện tập kết năm 1954 tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý khán giả đón xem cầu truyền hình Niềm tin và khát vọng được truyền hình trực tiếp vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2024 trên kênh HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, các kênh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa và kênh Miền Tây Truyền hình Đồng Tháp 2, đồng thời được tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình trong cả nước.